Theo thông tin cập nhật của GNN vừa qua, trên mạng xã hội đang xôn xao trước sự việc truy đuổi xe ô tô do một cô gái điều khiển bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Theo thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 10 tháng 7 tại thị xã Bình Long, Bình Phước. Nữ tài xế xe xỉn lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy bị người dân truy đuổi. Sau khi chạy khoảng 7 km, nữ tài xế mới chịu dừng lại khi lực lượng chức năng chốt chặn. Theo đoạn clip, dù phần đầu xe đã bị hư hỏng, lốp một bánh trước bị tung ra và chỉ còn trơ phần mâm nhưng cô gái vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy cả đoạn đường dài. Nhiều người đàn ông chạy xe máy đuổi theo chiếc ô tô màu trắng kêu gọi dừng xe. Tuy nhiên, ô tô vẫn tiếp tục chạy với phần đầu bị móp méo, hư hỏng, lốp một bánh trước đã bị tung ra và chỉ còn trơ phần mâm. Khi chiếc xe di chuyển tạo ra tiếng động lớn. Dù vậy, xe ô tô này vẫn bỏ chạy cả đoạn đường dài. Chỉ đến khi xe của lực lượng chức năng xuất hiện, ô tô này mới tấp vào lề và dừng lại. Lúc này, cô gái mặc váy đỏ điều khiển xe bước xuống và bắt đầu làm việc với cảnh sát giao thông. Theo như cơ quan chức năng điều tra cho biết, khoảng 17 giờ chiều ngày 10 tháng 7, anh Điểu Lâm, 33 tuổi, ngụ xã An Khương, Hớn Quản, chạy xe máy trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi xã Tân Hưng, Hớn Quản. Khi đến đoạn thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi thì xảy ra va chạm với xe ô tô 93A3-1720 do NTML, 26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng, anh Điểu Lâm bị thương nhẹ. Kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng này có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Hiện cơ quan chức năng huyện Hớn Quản tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là một trong những tác hại kinh khủng của rượu bia gây nên, vì thế chúng ta đã sử dụng bia rượu thì không nên sử dụng xe tham gia giao thông để tránh gây ra những thiệt hại đáng tiếc cho mình và những người xung quanh.